A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2021. Dì Tám ơi, con đã đến ngoài sạp của chị Trúc á để chia sẻ rau củ quả. Đây, bầu bí, bầu này của bà Tát, còn mướp, bí đao, đậu đũa là ở ngoài chị Trúc. Nãy giờ con đi mua là tổng cộng là 2 triệu để về phân phát cho ở bên số của bên nhóm của Phật Đường của bên quận 8. Tổng cộng là 48 phần và 30 phần ở trong Trần Đại Nghĩa, Sa Kiên. Thì ngày hôm nay con cũng cảm tạ công đức của gia đình của chị Trúc và chị Kiều, cũng cùng phát tâm với mình, gia hộ độ trì chung với mình. Và con cũng xin hồi hướng công đức này cho bà Lê Thị Kiệt, pháp danh là Nhuận Giác, 70 tuổi, số nhà 105, phường 2, quận 11, đường của Hàm Hải Nguyên. Thì ngày hôm nay á, con sẽ xin hồi hướng công đức này cho bà được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, tiêu hết nghiệp chướng và biết quay đầu về sám hối để làm lành lánh dữ. A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức hết tất cả những vị Bồ Tát nào đã ủng hộ cùng chung tay với Trinh để cho bá tánh nhân sanh được trong vùng dịch là được ăn vào được ấm no. A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức nha. Mô Phật.